kính chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục An ninh Bạc Liêu. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đến các đồng chí và các bạn phóng sự ghi nhận hiệu quả công tác phòng ngừa tệ nạn ma túy trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân. Phần cuối là phóng sự phản ánh công tác đấu tranh, xử lý tội phạm và tệ nạn ma túy của lực lượng công an toàn tỉnh trong thời gian qua. Bây giờ mời các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Kính thưa các đồng chí và các bạn, với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà để người dân nâng cao ý thức trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tệ nạn ma túy. Thời gian qua, Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân đã làm tốt công tác phòng ngừa, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đây là một trong số ít xã, thị trấn của tỉnh Bạc Liêu không có tệ nạn ma túy. Xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân là xã nông thôn, có vị trí tiếp giáp với nhiều xã trong và ngoài tỉnh. Địa bàn rộng, dân số đông, địa phương này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Những năm qua, nhờ làm tốt công tác phòng ngừa mà tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững. Đặc biệt, đây là một trong những xã an toàn, không có tệ nạn ma túy trên địa bàn của tỉnh Bạc Liêu. Để đạt được kết quả đó, thời gian qua với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, Công an xã đã phối hợp với ban ngành đoàn thể thường xuyên xuống từng ấp, từng gia đình để tuyên truyền về tác hại của ma túy đến từng người dân, cách nhận biết các loại ma túy, dấu hiệu nhận biết người nghiện, phương thức hoạt động của tội phạm ma túy hiện nay cũng được lực lượng công an xã phổ biến để người dân nắm và nâng cao nhận thức về loại tệ nạn này. Tình hình ma túy thì nói chung là ở những chỗ khác á, thì tôi chưa hành hung, nhưng ở cái địa bàn của cái ấp này hoặc cái ấp Bình Lộc, ấp Bến Mào nó gần gũi đây á, là không có xảy ra cái nạn đó, không có tình hình ma túy. Ngoài ra, công an xã còn thường xuyên phối hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy xâm nhập học đường. Hậu quả tác hại của ma túy, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên và học sinh, được lực lượng công an tuyên truyền đến từng em học sinh, để từ đó các em nâng cao nhận thức, chủ động có biện pháp phòng tránh ma túy. Công an xã Vĩnh Lộc A cũng đã phối hợp với nhà trường tuyên truyền về cái công tác phòng chống, thì các anh cũng đã đến để tuyên truyền vào trong những cái dịp chào cờ đầu tuần. Rồi bên cạnh đó thì gửi những cái thông điệp đến các em. Rồi từ thông qua đó thì trong những cái giờ dạy trên lớp thì thầy cô cũng mang thông điệp đó tuyên truyền đến các em và lan tỏa đến phụ huynh học sinh thông qua những cái kênh của nhà trường cũng như thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh, để từ đó mà để tuyên truyền các em nhận thức tốt hơn về cái công tác phòng chống ma túy ở địa phương cũng như đơn vị trường. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, lực lượng công an còn thường xuyên tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, đặc biệt là ở các tuyến giáp ranh với các tỉnh bạn. Làm tốt công tác nắm tình hình, thường xuyên gọi hỏi răn đe các đối tượng có biểu hiện sử dụng, mua bán, tàn trữ trái phép các chất ma túy trên địa bàn. Đối với các gia đình có người nghi nghiện, công an xã cũng vận động gia đình theo dõi chặt chẽ con em của mình, tránh xa tệ nạn ma túy. Chính những việc làm cụ thể đó mà tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được đảm bảo. Thì trong điều kiện dịch bệnh của mấy năm qua thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn của xã cũng ổn định, đời sống nhân dân thì tuy rằng ảnh hưởng dịch bệnh nhưng mà an ninh trật tự cũng được giữ vững. Thì cái đó cũng thấy được cái vai trò của ban chỉ huy công an xã cũng tham mưu rất là tốt cho đảng ủy ủy ban, rồi an ninh trật tự trong thời gian qua cũng được giữ vững ổn định. Với nhiều cách làm cụ thể, lực lượng công an đã và đang đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, kiên quyết không để ma túy xâm nhập vào địa bàn, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Kính thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn toàn tỉnh diễn biến khá phức tạp, nhất là một số đối tượng tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy từ các địa phương khác đem về Bạc Liêu để tiêu thụ, hoặc tình trạng thanh thiếu niên tụ tập tại các điểm kinh doanh dịch vụ karaoke, nhà trọ, nhà cho thuê để sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng có chiều hướng gia tăng. Lực lượng công an toàn tỉnh đã có nhiều biện pháp quyết liệt đấu tranh ngăn chặn ma túy xâm nhập vào địa bàn, phản ánh của phóng viên An ninh Bạc Liêu. 40 ống nhựa có chứa chất ma túy, số tiền hơn 12 triệu đồng là những tang vật lực lượng công an thu giữ khi khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Triệu Thị Mỹ Hằng, sinh năm 1980, ngụ khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, khi bị lực lượng công an bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 18 tháng 4, qua công tác nắm tình hình, công an thành phố Bạc Liêu đã bố trí lực lượng bắt quả tang Triệu Thị Mỹ Hằng đang tiến hành giao dịch hai ống nhựa bên trong có chứa chất ma túy cho một con nghiện trên địa bàn với giá 300.000 đồng. Qua làm việc với cơ quan công an, đối tượng Hằng khai nhận mua số ma túy trên tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đem về chia nhỏ, đựng trong các ống nhựa, rồi bán cho các con nghiện với giá 150.000 đồng một ống.
Còn đây là những tang vật lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phát hiện và thu giữ tại nơi ở của đối tượng Danh Hoàng Duy, sinh năm 1987, ngụ ấp Cây Giang A, xã Long Điền, huyện Đông Hải, vào ngày 11 tháng 1 năm 2022. Ngoài 6 gói ni lông chứa chất ma túy và 9 ống phễu thủy tinh dùng để sử dụng ma túy, lực lượng chức năng còn phát hiện một số loại hung khí như đao, kiếm, mã tấu, gậy, mà theo lời khai của đối tượng Duy là mua về để phòng thân. Qua kết quả điều tra, cơ quan công an xác định số ma túy trên Danh Hoàng Duy mua tại thành phố Hồ Chí Minh đem về nhà sử dụng và chia nhỏ để bán cho các con nghiện. Đây chỉ là hai trong số nhiều đối tượng tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy đã bị lực lượng công an bắt quả tang. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng công an toàn tỉnh đã đấu tranh triệt phá 58 vụ liên quan 168 đối tượng tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ trên 350 gram methamphetamine. Đây là hồi chuông báo động cho lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh triệt phá tội phạm và tệ nạn nguy hiểm này. Do ảnh hưởng tình hình tội phạm ma túy của cả nước tác động nên tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh từng lúc, từng nơi vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong đó nổi lên một số vấn đề cần chú ý, đó là chúng ta đang thực hiện cái chủ trương thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 nên mọi cái hoạt động hiện nay đã trở lại bình thường. Do đó tình trạng mua bán, tàn trữ, tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy ở các cái cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như là karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, vân vân có dấu hiệu hoạt động phức tạp trở lại. Tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy vẫn phát sinh, trẻ quá về độ tuổi, đa dạng về thành phần, và hiện nay giới trẻ rất là ưa chuộng sử dụng các cái loại ma túy như là ma túy đá, rồi thuốc lắc, vân vân, thì rất dễ dẫn đến gây cái loạn thần ngáo đá, sẽ tiềm ẩn cái nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng mua bán tàn trữ trái phép chất ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình đấu tranh triệt phá. Nhưng dù tinh vi, xảo quyệt đến đâu cũng không qua mắt được lực lượng chức năng. Điển hình như vụ việc lực lượng công an bắt quả tang đối tượng Lý Vĩnh Thành, sinh năm 1983, ngụ khóm 5, phường 1, thị xã Giá Rai, đã giấu 0,5 kg ma túy bên trong ruột trái cây để vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về Bạc Liêu tiêu thụ. Hoặc vụ việc nhóm đối tượng gồm Quỳnh Hiếu Hưng sinh năm 1997, Lý Thị Vi sinh năm 2005, Lâm Dinh sinh năm 1997, cùng ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, và Lưu Trọng Nhân sinh năm 1996, ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang vận chuyển hơn 90 gram ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh thông qua hình thức ký gửi hàng hóa xe khách đem về Bạc Liêu và Sóc Trăng tiêu thụ. Thậm chí khi lực lượng chức năng tiến hành khám xét còn phát hiện các đối tượng giấu ma túy trong những đồ gia dụng. Đó là vụ việc đối tượng Bùi Quốc Liệt, sinh 1980, ngụ khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, ngụy trang gần 300 gram ma túy đá bên trong hộp đựng điện thoại di động, hộp đựng thực phẩm để qua mắt lực lượng chức năng. Hoạt động liên quan đến tội phạm ma túy là cái loại tội phạm nó khi mà bắt xử lý thì nó phạt, cái hình phạt rất là nặng. Nên là đa số các đối tượng nó rất là manh động, liều lĩnh. Và cái hành vi che giấu, cắt giấu ma túy cũng rất là tinh vi, nên do đó là công tác mà đấu tranh, phát hiện, đấu tranh người bắt để xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Các anh em phải bỏ rất là nhiều công sức, áp dụng đồng bộ nhiều các biện pháp nghiệp vụ thì mới có thể là phát hiện, bắt giữ, xử lý. Nếu không kịp thời mà trong công tác khống chế bắt giữ thì khó trong công tác xử lý về sau. Đây là những tang vật lực lượng công an thu giữ khi bắt quả tang 14 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà trọ trên địa bàn ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, gồm 2 bịch ni lông chứa chất ma túy, 1 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy, 11 điện thoại di động, 1 bộ loa laptop. Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, 14 đối tượng trên đều trong độ tuổi thanh thiếu niên, có địa chỉ cư trú tại nhiều phường trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, trong đó có một số đối tượng từ địa phương khác đến và cùng nhau thuê nhà trọ mua ma túy về sử dụng. Còn đây là hiện trường khi lực lượng công an bất ngờ kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn phường Hậu Phòng, thị xã Giá Rai. Hàng chục nam nữ trong độ tuổi thanh thiếu niên đang trong tình trạng không được tỉnh táo do sử dụng chất ma túy. Nhiều đĩa sứ chứa bột ma túy đang sử dụng dang dở, hàng chục viên thuốc lắc, thậm chí là cả súng quân dụng. Thời gian qua thì lực lượng cảnh sát ma túy phối kết hợp với phòng cảnh sát ma túy
và công an các xã phường đấu tranh triệt xóa tổng số là 10 điểm ma túy trên địa bàn của thị xã. Thì trong đó thì có nhiều điểm là các đối tượng lợi dụng cái nhà trọ lưu trú để chúng hoạt động mua bán ma túy rồi tổ chức sử dụng ma túy. Đặc biệt là cũng đã phối hợp với phòng cảnh sát ma túy triệt xóa 2 điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở cái cơ sở kinh doanh karaoke. Thì qua những cái hoạt động đó thì cũng tạo được cái hiệu ứng tích cực trong nhân dân về công tác là tham gia đấu tranh tố giác tội phạm liên quan đến tội phạm về ma túy, và cũng được sự cái đồng tình ủng hộ của người dân cung cấp nhiều cái thông tin để cơ quan điều tra tiến hành đấu tranh triệt xóa những cái vụ vi phạm tệ nạn xã hội liên quan về ma túy. Bên cạnh đó, công tác tham gia tố giác tội phạm ở địa bàn dân cư của người dân nhìn chung vẫn còn một số hạn chế nhất định. Người dân vẫn còn khá e ngại khi tố giác tội phạm. Do đó, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở địa bàn dân cư, nhất là tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác trước phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở từng xã, phường, khóm ấp là một trong những biện pháp hữu hiệu góp phần phòng ngừa xã hội, đấu tranh kiềm chế, kéo giảm tội phạm, trong đó có tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn trong thời gian tới. Trong thời gian tới thì với cái phương châm là lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược lâu dài, rồi đấu tranh là trọng tâm, thường xuyên là cấp bách, thì đơn vị xin đề ra một số cái phương hướng, cái biện pháp trọng tâm sau: nắm, dự báo sát tình hình, kịp thời đánh giá, phân tích cái nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh, phát triển tội phạm để tham mưu cho đảng ủy, giám đốc công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh quyết tâm, quyết liệt đấu tranh triệt xóa, và nhất là đối với các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy và tại các cái cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự mà có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, mà đặc biệt nữa là đối với các đối tượng chủ mưu cầm đầu để xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm giáo dục răn đe và phòng ngừa chung. Rồi phối hợp với công an các đơn vị địa phương hướng dẫn đôn đốc công an cơ sở làm tốt công tác rà soát, thống kê, quản lý chặt chẽ đối với người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là đối với người nghiện ma túy có dấu hiệu loạn thần, ngáo đá, để có cái biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời, không để họ thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội. Tăng cường công tác vận động người nghiện cai nghiện tự nguyện hoặc là lập hồ sơ đề nghị đưa đi cai nghiện bắt buộc nhằm để giảm người nghiện còn ngoài xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục luật phòng chống ma túy và các cái văn bản hướng dẫn thi hành để mọi người dân nắm, nhất là trong học sinh, sinh viên, giới trẻ, để nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực cái phòng chống ma túy. Bên cạnh công tác đấu tranh triệt phá của lực lượng chức năng, cần có sự chung tay đồng lòng của toàn thể nhân dân, góp phần kéo giảm tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất hiểm họa do cái chết trắng gây ra cho toàn xã hội. Các đồng chí và các bạn thân mến, chuyên mục An ninh Bạc Liêu kỳ này của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.